Chỉ cần mỗi ngày mỗi người đi bộ ít nhất 15 phút hoặc là chạy bộ 1 cây số đều đặn, nền kinh tế thế giới mỗi năm có thể tăng trưởng lên đến 100 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của hãng tin Reuters mới đưa ra ngày hôm qua. Kết quả nghiên cứu ấn tượng này dựa trên một lập luận rất đơn giản: người đi bộ nhiều sẽ khỏe, khỏe sẽ tăng sức đề kháng, sống lâu hơn và có nhiều năng lượng hơn để làm việc hiệu quả, kéo theo tăng năng suất. Nghiên cứu này dựa trên cơ sở dữ liệu của 120.000 người tại 7 quốc gia. Đi khám thì phát hiện là thoái hóa đốt sống cổ ấy, là do mình làm việc nhiều quá, mình ngồi nhiều, mình chạy lại được 2 tháng này rồi, cơ thể nó sảng khoái này, khỏe mạnh này. Tự nhiên bệnh của mình, thoái hóa đốt cổ của mình thì hết hẳn luôn. Mình ngồi văn phòng một ngày ấy, thì cái cơ lưng với cơ bụng của mình sẽ mỏi, thì mình đi bộ giúp cái cơ của mình với cả đỡ bị mỏi lưng nhiều hơn. Thì mình cố gắng một ngày khoảng 30 phút chẳng hạn. Mỗi ngày như tôi là tôi ra chỉ tiêu của mình tối thiểu là 10.000 bước chân. Sức khỏe của tôi đã tăng lên rất là rõ rệt. Trước đây thì tôi chỉ ngồi làm việc khoảng 4 tiếng liên tục là người tôi có thể thấy cảm thấy mệt mỏi, mình không tập trung vào công việc, đầu óc nó cũng không được minh mẫn. Mà sau khi tôi tập khoảng 1-2 tháng rồi, tôi thấy người tôi đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, tôi sẽ ngồi liên tục khoảng 8 tiếng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi người trưởng thành cần dành ít nhất 150 phút tập luyện vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục cường độ cao đều đặn mỗi tuần. Ngay cả khi bạn chỉ đi bộ một cách thông thường thì điều đó cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho sức khỏe nếu bạn thực hiện nó trong một khoảng thời gian dài. Đi bộ là cách tốt để rèn luyện sức khỏe. Khi bạn tăng cường độ, lợi ích của nó cũng tăng theo. Thời gian để đi bộ ấy,